Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về bài giảng lịch sử tiếp theo của môn lịch sử và địa lý lớp 6. Ở trong những tiết học lần trước, chúng ta đã được tìm hiểu về sự thay đổi của xã hội loài người chúng ta từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Vậy thì khi bước sang một xã hội có giai cấp, có người giàu và người nghèo, với những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng sung túc và giàu có hơn, thì chúng ta cần có những công cụ để quản lý xã hội. Và trên cơ sở quản lý xã hội như thế đã cho ra đời những quốc gia cổ đại đầu tiên của loài người chúng ta. Đầu tiên là ở phương Đông. Ở phương Đông có 4 quốc gia cổ đại, đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà và Ai Cập. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên, đó là Ai Cập. Ở bài học này, chúng ta có 3 nội dung kiến thức cần tìm hiểu. Nội dung thứ nhất là điều kiện tự nhiên. Phần nội dung này các em sẽ tự tìm hiểu theo hướng dẫn trong sách giáo khoa. Nội dung thứ hai là quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần này trong tiết thứ nhất này. Và nội dung thứ ba là những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Chúng ta sẽ dành để tìm hiểu vào tiết sau. Trước khi đi vào tìm hiểu về quá trình thành lập nhà nước Ai Cập, chúng ta sẽ đi qua một chút về điều kiện tự nhiên của Ai Cập. Căn cứ vào đoạn phim mà các em vừa mới xem thì chúng ta thấy được rằng Ai Cập là quốc gia được hình thành dựa trên con sông Nin. Con sông Nin có thể nói được coi như là dòng sông mẹ, dòng sông vĩ đại đã hình thành nên Ai Cập, nuôi sống Ai Cập và nó là linh hồn của Ai Cập. Vậy thì dựa vào đoạn phim mà các em đã được xem, bản thân cô cũng có gửi đoạn phim này lên trên YouTube cá nhân, bài giảng lịch sử địa lý lớp 6, Chân trời sáng tạo. Các em có thể vào trong kênh YouTube cá nhân để tìm hiểu về đoạn phim đó. Thì sau khi xem đoạn phim đó, chúng ta thấy được rằng con sông Nin mang lại cho người Ai Cập cổ đại rất rất nhiều những món quà. Món quà đầu tiên đó là con sông Nin cung cấp cho Ai Cập một nguồn nước dồi dào, bồi đắp phù sa, sông ngòi. Hàng năm sau mỗi mùa nước lũ rút thì để lại cho bờ sông Nin, hai bên bờ sông Nin, một cái lượng phù sa rất là lớn. Nhờ lượng phù sa này, người ta rất thuận lợi cho hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, cấy hái. Và nhờ lượng phù sa này, người ta có thể lấy bùn, lấy đất để xây nhà, xây cửa, làm các công trình xây dựng khác. Xuôi theo dòng sông Nin thì các hoạt động giao thương buôn bán cũng bắt đầu phát triển, tức là hình thành nên một con đường giao thương buôn bán trên sông từ thượng Ai Cập cho đến hạ Ai Cập, từ trong lãnh thổ Ai Cập ra buôn bán với các quốc gia ở địa Trung Hải, ở đó chính là Hy Lạp và Roma. Và chính con sông Nin cũng làm mang lại cho Ai Cập một nguồn nước sinh hoạt hết sức dồi dào, bởi Ai Cập tồn tại trên một mảnh đất mà lượng mưa hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lượng mưa rất ít. Nhờ con sông Nin mà quốc gia Ai Cập được hình thành. Và từ đó, nhân loại chúng ta có được một nền văn minh Ai Cập vĩ đại. Và đó là một phần của bài học mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại. Khi quan sát phiến đá Nam Mơ, có khắc tên vua Nam Mơ ở thượng Ai Cập. Các em hãy trình bày cho cô về quá trình thành lập nhà nước Ai Cập và quá trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện như thế nào trên phiến đá Nam Mơ. Thì khi quan sát vào quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại này, chúng ta có thể thấy rất rõ được cái chuỗi tiến trình của nó. Vào khoảng tầm thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, người Ai Cập sống trong các nôm. Các nôm này chính là những đơn vị hành chính nhỏ nhất của người Ai Cập, cũng giống như người Việt chúng ta thì thường sống trong các bản, làng, chiền, trại. Ở miền Bắc thì hình thành nên đất nước Hạ Ai Cập. Ở miền Nam thì hình thành nên đất nước
nên đất nước Thượng Ai Cập. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, thì vua Namer đã thống nhất cả Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập lại bằng phương thức chiến tranh. Và từ đây thì nhà nước Ai Cập ra đời. Và nhà nước Ai Cập tồn tại khoảng gần 3.000 năm, thì đến năm 30 trước công nguyên. Người La Mã chính thức xâm lược Ai Cập và biến Ai Cập trở thành thuộc địa của người La Mã. Sự sụp đổ của nhà nước Ai Cập gắn liền với tên tuổi của một người phụ nữ rất nổi tiếng, đó chính là nữ hoàng Cleopatra. Và đây là những nội dung cơ bản mà chúng ta cần ghi nhận để nắm kiến thức tốt hơn. Vua Namer là vị vua đầu tiên xác lập quyền lãnh đạo tối cao của Ai Cập. Và đứng đầu nhà nước chính là vua Pharaon có quyền lực tối cao, là người sở hữu tất cả những tài sản ruộng vườn, là người đứng đầu lực lượng quân đội. Và khi chúng ta quan sát vào cái phiến đá Namer này thì các em thấy là vua Namer đã thôn tính cả Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập bằng những cái cuộc chiến tranh. Khi chúng ta quan sát vào đây thì chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc tấn công, có những cuộc chém giết và có những cái đội quân di chuyển hàng hàng lớp lớp như thế này. Và người họ cũng sử dụng những cái đội quân bằng quái thú, bằng thú vật để phục vụ cho cuộc chiến tranh, cuộc thôn tính của mình. Và kết thúc là năm 30 trước công nguyên, người La Mã chiếm Ai Cập và Ai Cập cổ đại chính thức là sụp đổ. Về phần luyện tập và vận dụng thì nhiệm vụ của các em về nhà là hoàn thành bài tập số 1, số 2 trong sách giáo khoa. Và từ đó sẽ lý giải cho cô là em hiểu thế nào về câu nói của sử gia Hy Lạp cổ đại Herodot rằng Ai Cập là món quà vĩ đại của sông Nin. Và câu hỏi số 2 là sự ra đời của Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở nào? Cả hai cái phần này trong phần giảng bài cô đã cung cấp kiến thức cho các em. Các em có thể dựa vào đây để làm. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm để giúp cho các em nắm kiến thức tốt hơn. Câu hỏi số 1, Ai Cập cổ đại được hình thành dựa trên lưu vực sông nào? Đáp án chính xác là câu C, sông Nin. Câu hỏi số 2, người đứng đầu nhà nước Ai Cập được gọi là Pharaon. Đáp án chính xác là câu A. Câu hỏi số 3, tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin? Thì đáp án chính xác của chúng ta đó là do có điều kiện thuận lợi để con người sinh sống và sản xuất. Và đáp án thứ tư là việc nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành ở lưu vực các con sông gây ra một sự tranh chấp về nguồn nước. Như trong đoạn phim thì các em có tìm hiểu được rằng giữa Ai Cập và các quốc gia xung quanh có sự tranh chấp về nguồn nước. Và cái sự tranh chấp về nguồn nước này không chỉ diễn ra ở Ai Cập mà còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Và nó có khả năng sẽ trở thành một cuộc tranh chấp trong tương lai của nhân loại chúng ta. Nhất là trong thời kỳ khí hậu trái đất của chúng ta càng ngày càng nóng lên, nguồn nước trở thành một yếu tố vô cùng then chốt cho sự sống của nhân loại. Thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các em. Chúc các em có những tiết học thật bổ ích tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các em. Chào các em, chúc các em học tốt.